Theo bạn thì kinh tế thế giới sẽ như thế nào nếu như mà giá dầu lên 100 đô la Mỹ một thùng? Đây là cái câu hỏi mà giới truyền thông quốc tế hiện nay đang đặt ra cho cái việc là giá dầu trong suốt thời gian vừa qua đã có một cái chu kỳ tăng điểm, gọi là tăng về mặt giá rất là mạnh. Giá dầu thế giới tăng mạnh thời gian gần đây đã đặt ra một mối lo mới cho nền kinh tế toàn cầu vốn đang có nhiều cái dấu hiệu giảm tốc. Thì thưa với anh chị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì giá dầu thế giới đã duy trì và đi lên do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và đối tác gồm có Nga thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng một ngày. Ngoài ra thì cái lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành công nghiệp dầu lửa Iran và Venezuela cũng khiến nguồn cung dầu toàn cầu thêm phần thắt chặt. Cách đây ít hôm thì chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt trừng phạt với Iran bằng cách tuyên bố chấm dứt sự miễn trừ vốn cho phép 8 nền kinh tế được tiếp tục mua dầu Iran trong 6 tháng kể từ tháng 11 năm 2018 mà không phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Động thái này như một chất xúc tác mới đẩy giá dầu lên đỉnh của 6 tháng. Hiện nay thì giá dầu benzen đã có khoảng tăng 33% kể từ đầu năm đến nay và hiện đang dao động quanh ngưỡng 72 đô la Mỹ một thùng với dầu benzen. Đợt tăng này của giá dầu không phải là do nhu cầu tiêu thụ lớn của nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mà chủ yếu là do nỗi lo xảy ra cú sốc nguồn cung. Trước khi nói tiếp về vấn đề này, về cái chủ điểm này thì tôi xin nhắc lại với anh chị em và các bạn. Cũng cách đây khoảng một năm về trước thì giới truyền thông thế giới cũng đưa ra những nghi ngại rằng là đưa ra dự báo thậm chí là các cái tổ chức dự báo lớn trên thế giới gồm CNN, Bloomberg hoặc là một số các cái kênh truyền thông mà có cái tính gọi là dự báo nền kinh tế cũng như dự báo giá dầu là nghi ngại giá dầu về 15 đô la Mỹ một thùng. Và trong cái xu hướng của giá dầu giảm trong cái đợt đấy thì rất nhiều những cái lý thuyết về dầu đá phiến rồi những cái lý thuyết về việc là dư thừa cái nguồn cung dầu trên toàn thế giới có thể đẩy giá dầu về rất thấp. Tuy vậy thì khi mà giá dầu trong cái xu hướng đi lên thì truyền thông thế giới lại tiếp tục đưa ra những cái cảnh báo, những cái nghi ngại, những cái phân tích nó cho rằng là giá dầu sẽ đi lên quá mức và có thể chạm cái ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng và nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy khó lường cho nền kinh tế. Thực tế thì chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng là như câu cuối cùng tôi vừa nói tới với anh chị em và các bạn, đợt tăng giá dầu này không phải là do nhu cầu tiêu thụ lớn của các nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh mà chủ yếu là do nỗi lo xảy ra các cú sốc về nguồn cung, tức là một số đơn vị thì thắt chặt cái nguồn cung, OPEC và Nga thì thắt chặt nguồn cung, một số nước thì bị trừng phạt và chúng ta thấy được rằng là giá dầu thì cái nguồn cung nó hạn hữu trở lại thì nó tăng giá thôi, tăng là do khan hiếm về nguồn cung chứ tăng không phải là nhu cầu. Và nhiều chuyên gia thì bắt đầu cho rằng là còn quá sớm để nói về mức 100 đô la Mỹ một thùng dầu, nhưng mức giá này không phải là điều không thể nếu nguồn cung tiếp tục bị thắt chặt lại. 120 đô la Mỹ một thùng đã từng xảy ra vào những năm 2014. Theo hãng tin Bloomberg thì ảnh hưởng của giá dầu tăng cao đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ tùy thuộc nhiều vào việc mức giá duy trì trong bao lâu. Ví dụ như khi dầu leo thang, các nước xuất khẩu dầu lửa sẽ hưởng lợi từ việc nguồn cung, nguồn thu của các doanh nghiệp và nhà nước tăng, trong khi các nước nhập khẩu dầu sẽ chịu ảnh hưởng bất lợi bởi giá bán lẻ xăng dầu bị đẩy lên, có khả năng thổi bùng lạm phát và kéo tụt nhu cầu của người tiêu dùng. Thì đúng là như thế thật. Tuy vậy thì cái việc mà giá nằm ở vùng 100 đô mà nếu duy trì trong vòng nhiều tháng hoặc là nhiều năm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là trầm trọng tới cái đơn vị, những cái doanh nghiệp, những cái quốc gia mà tiêu thụ nhiều dầu. Còn lại thì những nước xuất khẩu dầu thì được hưởng lợi bơ bở trong cái câu chuyện là xuất khẩu được giá cao. Và đến một mức độ nào đó thì giá dầu cao có thể ảnh hưởng xấu tới tất cả các bên, tức là mức giá đó có ý nghĩa ra sao đối với nền kinh tế. Thì đây là một số cái thống kê mà hãng tin Bloomberg điểm qua để quý anh chị em và các bạn có thể tham khảo, và sau đó thì chúng tôi sẽ phân tích thêm về cái câu chuyện lý do tại sao giá dầu tăng giá bất thường trong những giai đoạn vừa qua. Thì ảnh hưởng đối với các nền kinh tế thì chúng ta phải hiểu được cái mức giá đó thì có ý nghĩa ra sao đối với nền kinh tế toàn cầu, tức là mức giá 100 đô. Thì theo một số phân tích trên trang VN Economy thì ảnh hưởng đối với các nền kinh tế khác nhau sẽ không giống nhau. Giá dầu tăng cao sẽ tác động xấu đến thu nhập và chi tiêu các hộ gia đình và có thể đẩy lạm phát lên cao. Dầu là một trong những thứ rất rất cần thiết đối với nền kinh tế, đặc biệt là vấn đề dịch chuyển đi lại và là nguyên liệu đầu vào cho rất nhiều các cái ngành công nghiệp.
Với tư cách là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc sẽ ở vào thế dễ bị tổn thương. Giá dầu càng lên cao thì Trung Quốc càng bị tổn thương nhiều. Nhiều nước ở châu Âu cũng phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, bởi vì châu Âu thì không khí lạnh, sử dụng dầu và khí để đốt rất là nhiều, cộng với việc là phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn nhập khẩu. Ngoài ra còn các yếu tố mùa vụ, bán cầu Bắc đang bước vào mùa hè và người tiêu dùng có thể chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng khác hoặc giảm bớt sử dụng dầu. Bên cạnh đó, nền kinh tế toàn cầu đang giảm tốc có thể gây hạn chế nhu cầu tiêu thụ dầu, theo đó hạn chế đà tăng của giá dầu, và cái việc 100 thì chúng ta chỉ mới là dự báo thôi. Vậy thì nền kinh tế toàn cầu có thể hấp thụ mức giá 100 đô la trên một thùng như thế nào? Các chuyên gia kinh tế cho rằng để gây thiệt hại tăng trưởng, giá dầu cần duy trì trên ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Điều này sẽ tùy thuộc đáng kể vào diễn biến tỷ giá đô la Mỹ, bởi dầu thô được định giá bằng đồng tiền này. Một phân tích của công ty nghiên cứu và đầu tư Oxford Economics cho rằng nếu giá dầu Brent đạt ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng trong thời gian từ nay đến cuối năm, thì tổng sản phẩm trong nước GDP toàn cầu cuối năm 2020 sẽ thấp hơn 0,6% so với dự báo hiện nay, trong khi lạm phát sẽ tăng thêm 0,7%. Công ty này, cái đơn vị Oxford Economics thì dự báo như sau: chúng tôi nhận thấy rủi ro gia tăng trong trường hợp giá dầu tăng cao. Trong ngắn hạn có vẻ như vấn đề nguồn cung sẽ được khắc phục bằng sản lượng dầu tăng lên và các quốc gia, nhưng thị trường vẫn đang thắt chặt và chỉ xảy ra một cú sốc nguồn cung nữa là giá dầu có thể vọt lên 100 đô la Mỹ một thùng. Một cú sốc nguồn cung nữa, tức là nếu như tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC tiếp tục thắt chặt thêm một nấc, tức là không phải là giảm cái sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng một ngày, mà giảm khoảng 2 triệu hoặc 2 triệu rưỡi thùng một ngày, thì giá dầu sẽ vọt lên ngay. Điểm thứ ba mà chúng ta cần phải nói tới đó là Iran và ông Trump có thể ảnh hưởng thế nào đến thị trường dầu nữa. Thưa quý vị, mâu thuẫn giữa Iran và chính quyền Trump có thể tiếp tục tác động lớn đến giá dầu thế giới, bởi nguồn cung dầu từ Iran ra thị trường toàn cầu hiện ở mức khoảng 800.000 thùng một ngày. Washington đã thể hiện quyết tâm khiến xuất khẩu dầu của Iran giảm về không. Tức là đây cũng là một cách gọi là thắt chặt cái nguồn cung dầu và bị động. Tức là Iran thì không muốn cắt nhưng mà bị trừng phạt nên là buộc phải cắt. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ đối với loại dầu thô mà Iran sản xuất, sản lượng hàng ngày của Mỹ chỉ đạt khoảng 1/4 so với của Iran. Nên là đây là một vấn đề cũng khá là nhức nhối. Những nước nào sẽ được hưởng lợi từ giá dầu, thưa anh chị em và các bạn? Thì các nền kinh tế mới nổi chiếm đa số danh sách các nước xuất khẩu dầu. Bởi vậy mà nhóm này sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ việc giá dầu tăng so với các nước phát triển. Nguồn thu tăng thêm từ xuất khẩu dầu sẽ giúp các nước xuất khẩu vàng đen này cải thiện cái nguồn ngân sách và cán cân thanh toán bảng lai, cho phép chính phủ đầu tư công mạnh mẽ hơn. Và những bước hưởng lợi nhiều nhất, những nước mà được hưởng lợi nhiều nhất nếu như giá dầu đạt 100 đô la Mỹ một thùng, đó là Saudi Arabia, Nga, Na Uy, Nigeria, Ecuador và một số các cái quốc gia đang nằm trong cái khối xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Vậy thì những nước nào bị thiệt hại? Thì khi giá dầu tăng cao, những nền kinh tế mới nổi có thâm hụt cán cân bảng lai và tài khoản lớn sẽ đối mặt với nguy cơ giới đầu tư nước ngoài thoái vốn và đồng tiền mất giá, kéo theo đó là lạm phát tăng mạnh. Trong những trường hợp như vậy, chính phủ và ngân hàng trung ương của các quốc gia đó phải cân nhắc giữa các lựa chọn tăng lãi suất dù tăng trưởng giảm tốc, hoặc giữ nguyên lãi suất mặc dù vốn thao chạy. Như những nước mà dự báo thì gồm có như Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine hoặc là Ấn Độ là những nước mà chịu ảnh hưởng lớn, trong đó thì có thể là Trung Quốc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Người ta sẽ đặt ra một câu hỏi tiếp theo, đó là giá dầu tăng cao như vậy thì sẽ ảnh hưởng thế nào tới Mỹ, để cho Mỹ có thể có những cái động thái để xoa dịu cái việc giá dầu tăng cao gây ảnh hưởng đến việc giá dầu tăng cao. Thì các nhà khai thác dầu lửa của Mỹ đang tìm cách bán thêm dầu cho những khách hàng dừng mua dầu của Iran. Tuy vậy, nền kinh tế Mỹ nói chung chưa chắc đã hưởng lợi nếu giá dầu lên 100 đô la Mỹ một thùng. Mức giá dầu cao như vậy sẽ khiến nhiều người tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất trên thế giới phải thắt chặt hầu bao, trong khi cái tiêu dùng và lĩnh vực đóng góp chủ lực cho GDP của Mỹ. Giá dầu thế giới tăng cao đã khiến giá bán lẻ xăng ở Mỹ tăng 7% trong tháng 4 lên tới 2,9 đô la một galon. Nếu giá dầu còn tiếp tục tăng, chính quyền ông Donald Trump có thể sẽ bị chỉ trích về việc trừng phạt Iran, hoặc hoạt động đầu tư có thể sẽ chứng lại, đe dọa sự vững vàng mà kinh tế Mỹ hiện tại đang duy trì. Với cái tốc độ trong những năm gần đây, ông Donald Trump đã đưa lên tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ lên 3,2%. Một câu hỏi tiếp theo mà nhiều độc giả muốn hỏi, đó là lạm phát liệu có tăng trên toàn cầu nếu giá dầu lên 100 đô la Mỹ hay không? Thì thưa với anh chị là khi đánh giá lạm phát, các nhà hoạch định chính sách thường xem xét lạm phát loại bỏ những yếu tố tức thời như một cú sốc về giá năng lượng. Tuy nhiên, nếu giá dầu
ở mức cao trong một thời gian dài và liên tục thì giá cả của các hàng hóa dịch vụ khác trong lạm phát lõi như giao thông, điện nước cũng sẽ bị đẩy lên và kéo lạm phát lõi tăng lên. Và giá dầu tăng cao thì chắc chắn là lạm phát Việt Nam sẽ tăng, bởi vì là giá dầu tăng thì chúng ta đã điều hành cái giá xăng theo cái cơ chế thị trường, do đó thì lạm phát của chúng ta nếu như giá dầu tăng thì Việt Nam ảnh hưởng rất là lớn. Điểm thứ 8 mà chúng ta muốn điểm qua với anh chị em và các bạn là giá dầu 100 đô la Mỹ một thùng thì có ý nghĩa như thế nào với các ngân hàng trung ương. Thưa quý vị và các bạn, các ngân hàng trung ương trên thế giới, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed gần đây đã chuyển sang một cái lập trường chính sách tiền tệ mềm mỏng hơn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu kinh tế giảm tốc và vắng bóng lạm phát, xu hướng này khó có khả năng là sớm có thể thay đổi. Quỹ tiền tệ IMF trong 4 tháng đã dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể suy giảm và thời khắc kinh tế đang trong một cái giai đoạn khá là mong manh. Kết thúc những bình luận dựa trên cái trang báo nguồn từ VN Economy của nhà báo khá là nổi tiếng với anh chị em và các bạn, đó là An Huy, thì chúng tôi đưa thêm một vài cái bình luận như sau. Trong giai đoạn một cái chặng đường dài của giá dầu, chúng ta hãy nhìn tổng quan giá dầu trên cái biểu đồ tuần trên màn hình của chúng tôi, thì chúng tôi đang có một cái biểu đồ giá dầu tính theo tuần và hoàn toàn có thể xem biểu đồ tính theo tháng. Thì nếu nhìn giá dầu tính theo tháng thì chúng ta có một cái đợt suy giảm của giá dầu rất là mạnh trong những cái năm trước đây, năm 2008 khi mà khủng hoảng kinh tế toàn cầu bùng nổ thì giá dầu đã giảm từ 144 đô la Mỹ một thùng mà lao thẳng dốc xuống khoảng 33-35 đô la Mỹ một thùng. Sau đó thì có một cái nhịp hồi phục trong năm 2008 tới cuối năm 2011. Là chúng ta đạt lại cái mốc giá dầu trên 100 đô la Mỹ một thùng, tức là 115 đô la Mỹ một thùng. Tuy vậy thì giá dầu duy trì cái mức này từ năm 2011 và nằm trong cái biên độ từ 80 đến 111 đô la Mỹ một thùng đến tận cuối năm 2013 đầu 2014, và một cú sốc tiếp theo của giá dầu không phải là tăng mà là giảm trở lại, đó là từ 2014 là chúng ta có một cái đợt suy giảm giá dầu rất là mạnh và có thời điểm giá dầu đã cán mốc 27 đô la Mỹ một thùng. Cái lý do dẫn đến cái việc giá dầu giảm sâu trong năm 2000 cuối năm 2014 tới tận những đầu năm 2016 là cái câu chuyện dầu đá phiến của Mỹ và cái việc khai thác dầu đá phiến một cách dễ dàng hơn của người Mỹ trong cái giai đoạn vừa qua. Thì chúng ta có thể xem lại cái tài liệu về cái câu chuyện dầu đá phiến là gì, và từ cái câu chuyện mà giá dầu giảm xuống ở mức thấp nó là động lực rất là lớn cho việc tăng trưởng kinh tế, và chúng ta đã thấy rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã tăng trở lại từ năm 2016 tới năm 2000 nửa cuối năm 2018. Nền kinh tế toàn cầu có phần gọi là tốt hơn, đó cũng là lý do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã có rất nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong cái giai đoạn trước đó. Thì giá dầu giảm sâu một phần là do dầu đá phiến, một phần khác là do chính sách tiền tệ của Fed và một số vấn đề liên quan tới câu chuyện là kinh tế toàn cầu suy giảm trong cái giai đoạn, đặc biệt là kinh tế của Trung Quốc thì khi mà đạt đỉnh kinh tế để tăng trưởng trên 12% thì đã có một cái đợt suy giảm rất là sâu. Từ đó tới nay thì chúng ta thấy rằng là nền kinh tế toàn cầu bắt đầu có vẻ có phần tốt hơn dưới cái sự hỗ trợ của giá dầu tăng dần đều từ 27 đô la Mỹ một thùng trên cái dầu oil, crude oil ấy, tức là crude oil chứ không phải là benzen đấy chị em và bạn. Chúng tôi đang nói về crude oil thôi, còn benzen thì có những lúc sẽ tăng cao hơn nữa, chúng tôi sẽ nói về crude oil. Thì 27 đô mà lên tới đỉnh điểm trong cái giai đoạn gần đây nhất, đó là tháng đầu, gọi là nửa cuối năm 2018, với cái mức giá 76,6 đô la Mỹ một thùng thì đã có đợt suy giảm lại, và mức giá hiện tại của giá dầu đang ở 63,41 đô la Mỹ một thùng. Thì thực ra cái câu chuyện mà giá dầu có thể tăng cao tới 100 đô la Mỹ một thùng thì thực sự nó là một câu chuyện dự báo của dài hạn. Và chúng tôi nhắc lại rằng là những cái bài báo theo cái phương hướng mà dự báo giá dầu lên 100 đô la Mỹ hay là hơn như thế thì nó cũng là một câu chuyện mang tính dự báo thôi. Khó có thể nói rằng là nó tăng ngay được, nó cần phải có thời gian. Và đặc biệt là cái việc mà giá dầu tăng hay giảm trong cái giai đoạn sắp tới đây nó không phụ thuộc nhiều vào cái câu chuyện nhu cầu thực tế giống như những năm 2007, 2008, 2009, mà giá dầu trong thời gian sắp tới chủ yếu là do nguồn cung. Nguồn cung thì nó do tác động rất là rõ nét của cái ý thức chủ quan của những bên tham gia, ví dụ như tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC, ví dụ như Nga, ví dụ như Mỹ có tiếp tục trừng phạt những cái nước nằm trong những cái khối mà có lượng trữ lượng dầu lớn xuất khẩu hay không. Và từ đó thì khi mà nó cái tác động mang tính gọi là cảm tính, tức là con người có thể tương tác được, thì giá dầu rất khó có thể vươn lên tới 100 đô la Mỹ một thùng trong khi mà
Các nền kinh tế trên thế giới thì đang chậm đà tăng tốc. Do đó thì những cái dự báo, những cái chia sẻ của chúng tôi về một cái bài viết về về việc là nếu giá dầu 100 đô la Mỹ một thùng thì tác động như thế nào thì nó còn là câu chuyện còn rất là dài. Và hiện nay thì giá dầu đang ở cái mốc 63,41 đô la Mỹ một thùng, dính trên biểu đồ tháng, và chúng ta nhìn qua biểu đồ ngày thì giá dầu đã có một cái đợt tăng. Đây anh chị chờ một chút. Giá dầu đã có một cái đợt tăng tốt kể từ 40 đô la Mỹ, ba chính xác là 40 42 đô la Mỹ lên 63 đô la Mỹ, tương đương với 50%. Nếu tính trên cái giá ban đầu xuất phát 42 63, tức là tăng khoảng 20 đô la Mỹ trong vòng từ bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu tuần đấy? À, bao nhiêu tháng anh chị em và bạn? Trong vòng 4 tháng trở lại đây anh chị em và bạn, 4 tháng trở lại đây thôi. Trong vòng có khoảng 4 tháng trở lại đây thì giá dầu đã có một đợt tăng như vậy. Liệu giá dầu có tiếp tục tăng nữa hay không thì chúng ta sẽ quan sát thị trường. Tuy vậy thì với những cái biểu đồ phân tích kỹ thuật trên cái màn hình trước mắt chúng tôi thì chúng tôi cho thấy rằng là giá dầu khó có thể tăng cao hơn được nữa. Nhiều khả năng giá dầu sẽ có một cái đợt suy giảm trong cái thời gian sắp tới. Và nếu như mà giá dầu suy giảm trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể lãng quên ngay cái câu chuyện về việc giá dầu tăng lên 100 đô la Mỹ một thùng và tập trung cho câu chuyện phân tích những vấn đề khác liên quan để chúng ta có thể đầu tư và kinh doanh tốt hơn trong thời gian sắp tới. Gửi lời chúc sức khỏe tới quý anh chị em và các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ. Thân chào và hẹn gặp lại. Luôn luôn đồng hành và ủng hộ Thắng ơi trong những cái phân tích về kinh tế trong thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ quay trở lại với quý anh chị em và các bạn nhiều báo cáo, nhiều phân tích về kinh tế hơn trong những video tiếp theo. Đừng quên subscribe kênh để tiếp tục cập nhật những video về kinh tế, tài chính, chứng khoán trong thời gian sắp tới. Thân chào lần nữa xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.